Xin chào tất cả các chị em. Các chị em có thấy là hiện tại em Trang đang được đắm chìm giữa những sắc hoa rất là đẹp không ạ? Và với khung cảnh đẹp như thế này thì các chị có thể thấy rằng là Trang cũng đang diện lên người một mẫu đầm hoa rất là xinh, mang đậm hơi hướng của mùa hè và rất là phù hợp với khung cảnh hiện tại. Và đây cũng chính là một mẫu đầm xuất hiện trong bộ sưu tập Xuân Hè năm 2021 mà ngày hôm nay Melia sẽ cùng tự hào để gửi đến các chị em nhé. Các quý cô thân mến, chất liệu chủ đạo của mẫu đầm này sẽ là chất liệu vải blend cotton với những đặc tính là co giãn, thoải mái, nhưng tuy nhiên rằng lên form váy vẫn rất đẹp đúng không nào? Với tông màu chủ đạo sẽ là tông màu trắng và trên nền tông màu trắng thì chúng ta sẽ có những họa tiết hoa cực kỳ nổi bật luôn. Đây sẽ là chi tiết để có thể đem đến được cho chị em của chúng ta một thần thái rất là tươi trẻ và đây sẽ là mẫu đầm chân ái của mùa hè đúng không ạ? Điểm nhấn của mẫu váy này có lẽ chúng ta sẽ phải kể đến với một cái form dáng rất là đẹp luôn và nó tôn lên trọn vẹn hoàn hảo tỷ lệ người của chị em chúng ta. Form tay của mẫu đầm này sẽ là thiết kế form tay bồng chị em nhé. Và đây luôn luôn là một cái thiết kế rất là ghi điểm bởi vì nó sẽ khiến cho toàn bộ mọi khuyết điểm phần bắp tay của chúng ta được che giấu đi 100%. Mẫu đầm này sẽ có một phần cổ được cắt ao rất là khéo để nó có thể hở ra được bờ xương quai xanh. Và từ một cái thiết kế như vậy thì nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta trở nên thon gọn hơn rất là nhiều. Đây sẽ là một em đầm có thể chia lại được tỷ lệ người của chúng ta bởi vì điểm đặt eo nó sẽ nằm ở một vị trí cao trên rốn đúng không ạ? Và đặc biệt là Melia sẽ có nhấn cho các chị em bằng một phiên bản đai đá rất là sang. Đây cũng sẽ là chi tiết để tạo nên sự đắt giá cho mẫu đầm này. Với thiết kế dáng xòe bồng tự nhiên, thiết kế này sẽ khiến cho form váy của chúng ta thêm những sự sang trọng, thêm phần yểu điệu, nữ tính và đặc biệt nó sẽ có thể là che sạch đi toàn bộ mọi khuyết điểm ở phần hông đùi của chúng ta. Đây là một mẫu đầm mà Trang đánh giá là nhìn về tổng thể rất thanh lịch, rất tinh tế, nó mang hơi hướng của mùa xuân hè nên chắc chắn là các chị em sẽ không thể bỏ lỡ nó. Và nếu như chúng ta đã cảm thấy yêu ngay mẫu đầm này từ cái nhìn đầu tiên thì ngay lập tức hãy tham gia vào một chính sách mua hàng online cực kỳ ưu đãi của Melia các chị em nhé. Chúng ta sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và đặc biệt là được miễn phí ship toàn quốc. Và các chị thân mến, nếu như mà các chị có thời gian thì Trang vẫn sẽ hoan nghênh các chị em có thể dành chút thời gian của mình để ghé thăm các showroom của Melia trên toàn quốc để có thể tự cận mắt cũng như là được chiêm ngưỡng toàn bộ bộ sưu tập Xuân Hè 2021 của Melia các chị em nhé.